rất là xuất sắc. Vâng, và cho tới bây giờ hai võ sĩ cực kỳ cống hiến. Knockdown rồi. Quá hay thưa quý vị. Cú đấm chất lượng cho Nguyễn Văn Thuận. Adisak đã phải nhờ đến những tiếng đếm của Magandang araw sa inyo mga idol, at welcome back sa ating munting channel. Sa unang pagsabak bilang isang professional boxer ng isang Cebuanong Pinoy at kasulukuyan ng naninirahan sa Vietnam na si Arvin John Pasiones. May edad na 17 taong gulang at nasa hanay nga ito ng Light Flyweight Division. Dito ay agad niya namang nakaharap ang isang palabang fighter at mas matanda lamang ng 2 taon sa ating Pinoy na si Adisak Piam. Ang Thai boxer na hindi basta-basta lamang nakatunggali para sa ating Pinoy na si AJ Pasiones. Sapagkat may record na nga ito na 7 panalo, 6 dito ang galing sa knockout at may 2 talo. Kumpara dito sa ating Cebuanong Pinoy na unang sabak pa lamang bilang isang pro. Kung saan naganap nga ang naging bakbakan na ito noong ika-20 ng Marso, taong 2022, sa pangunguna ng Saigon Sports Club, Ho Minh City sa Vietnam. Narito at ating panoorin na nga mga idol, itong unang sabak ni Arvin John Pasiones bilang isang pro fighter. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, một hợp đòn đến từ Nguyễn Văn Thuận. Vào những giây đầu tiên của trận đấu, đấu của sự kỷ luật. Sau sự thăm dò là Văn Thuận nên tại thì người làm chủ khu vực giữa sân đang là Nguyễn Văn Thuận. Văn Thuận liên tục ép. Với những cú đánh như vậy trung đích thì chúng ta đang đi vào những một cú tay sau rất tốt từ Nguyễn Văn Thuận thưa quý vị. Vâng, đúng là như vậy. Rất quần đen xám và võ sĩ Adisak với trang phục quần vàng. Thể thế southpaw thưa quý vị, và có lẽ anh ấy đang là người có thể đánh tốt hai tư thế southpaw và ổn. Do đây là một trận đấu có 6 hiệp rất từ tốn trong việc tấn công đối phương. Và vừa rồi là những pha đổi đòn. Lợi ích của việc thay đổi tư thế cho đối thủ bị mất tập trung. Không biết. Còn như đòn đánh trước rất là khó chịu của Văn Thuận. Một cú moi bụng hiệu quả của Nguyễn Văn Thuận. Thuận đã gây khó khăn cho đối thủ trong việc phòng thủ. Adisak đã có sự kiện đến giờ và tôi thấy Nguyễn Văn Thuận là võ sĩ có bụng hiệu quả của Văn Thuận khiến cho Adisak bị tụt thể lực và những có vẻ như Văn Thuận đó anh liên tục cho đối thủ đánh có sự thay đổi khi anh phải hạ thấp tay xuống để tránh để bè những đòn tấn công Văn Thuận. Đúng vậy, như anh Long đã nói, những đòn móc sườn ấy kéo tay xuống phòng thủ. Và qua đó lại hở phần mặt của mình ra. Một kinh nghiệm và di chuyển cắt góc rất đẹp của Văn Thuận. Hết hiệp đấu thứ 3. Mỗi bên võ sĩ đánh đã hơn 10 cú đấm. Có thể Adisak đang biết mình đang bị cho nên anh đã tổ chức tấn công ngay từ hiệp đấu thứ 3. Nỗ lực khá tốt của Adisak. Có vẻ như anh đã tìm được lỗ hổng chiến thuật của Văn Thuận. Trong boxing, tấn công cũng là một cách phòng thủ hiệu quả. Ngược lại hiện tại Adisak đang là người ép đài. Một đòn tay sau chính xác của Văn Thuận. Choáng rồi. Adisak đã choáng rồi thưa quý vị. Nhiều khi đó là cái giá phải trả khi dồn lên tấn công và quên mất phòng thủ. Lại là một cú đấm chính xác của Văn Thuận. Adisak thực sự đang choáng. Tôi không nghĩ trận đấu này sẽ diễn ra trong 6 hiệp đâu các bạn ạ. Ngưng. Sau những va đổi đòn vừa rồi. Và anh ta đang trở lại với nhịp đấu của mình. Adisak thể hiện khả năng dồn ép đối thủ vào dây đài khá tốt. Đó là để hạn chế khả năng di chuyển tốt của Văn Thuận và gây thiệt cảm hơn trong mắt của giám khảo, nhưng mà Văn Thuận cũng có những pha phản đòn rất là xuất sắc. Vâng, và cho tới bây giờ hai võ sĩ cực kỳ cống hiến. Knockdown rồi. Quá hay thưa quý vị. Cú đấm chất lượng cho Nguyễn Văn Thuận. Adisak đã phải nhờ đến những tiếng đế của trọng tài. Vâng, và anh vẫn có thể tiếp tục thưa quý vị. Trận đấu tiếp tục. Một cơn mưa đòn đấm đến Adisak. Liệu có cái 15 giây cho quý vị. 10 giây. Tiếng chuông. Chúng ta trở lại với hiệp đấu thứ tư. Cả hai võ sĩ gần như không có dấu hiệu mệt mỏi, họ vẫn tấn công rực lửa. Sườn và bụng của Văn Thuận ở những hiệp đầu đã được đền đáp vào những hiệp sau các bạn ạ. Cả hai vẫn đang tìm. Dù bị knockdown ở hiệp đấu trước nhưng Adisak hiện tại thì anh ta đã cố gắng trở lại với hiệp đấu của mình và lấy điểm trước mặt ban giám khảo. Lại là một cú chèn thưa quý vị. Những cú đấm rất nặng của Adisak, cú đấm rất nặng của Văn Thuận. Adisak đã có dấu hiệu loạn choạng. Có lẽ lại một cú knockdown. Adisak lên chấm dứt nhịp tấn công của đối thủ bằng các tình huống ôm ghi. Chống đỡ rất khó khăn. Thật lì lợm thưa quý vị. Rất đáng khen cho Adisak. Nhưng có lẽ là cái đúng trận đấu rồi. Knock out. Một trận chiến thắng knock out kỷ lục cho Nguyễn Văn Thuận đến từ Saigon Sports Club. Sa pagdating ng 4th round, ay hindi na nga tinantanan ng Pinoy itong kanyang kalaban, kung saan hindi na makasagot ng suntok ang Thai boxer, na siyang naging dahilan upang itigil na ng referee ang kanilang bakbakan. Kaya naman dito na nga nagtagumpay si Arvin John Pasiones via 4th round technical knockout. Giành chiến thắng knockout, võ sĩ Nguyễn Văn Thuận.